lời phật dạy về may mắn và phước báo được thể hiện thông qua nhiều kinh điển và lời khuyên trong phật giáo một sống chân thật và thành thật phật dạy rằng sống chân thật và thành thật sẽ tạo ra sự tin tưởng và tôn trọng từ người khác đồng thời tạo ra phước báo không lừa dối không giả tạo và không làm tổn hại người khác hai làm việc tốt một cách vô tư làm việc tốt mà không mong đợi sự đền đáp Hành động vô tư sẽ tích lũy phước báo lớn hơn so với những hành động có mục đích riêng. 3. Chia sẻ tri thức và kinh nghiệm. Phật dạy rằng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm quý báu của mình để giúp đỡ người khác cũng là một hình thức bố thí và tạo ra phước báo. 4. Hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu thảo và chăm sóc cha mẹ là một trong những hành động tạo phước lớn nhất trong Phật giáo. Phật dạy rằng công ơn cha mẹ là vô lượng và việc báo hiếu sẽ mang lại nhiều phước báo. 5. Thực hành nhẫn nhục Nhẫn nhục tức là kiên nhẫn và không phản ứng lại một cách tiêu cực trước những khó khăn và thử thách, giúp tâm hồn trở nên mạnh mẽ và tích lũy phước báo. 6. Tham gia vào các hoạt động cộng đồng Phật dạy rằng tham gia vào các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ người nghèo, bệnh tật và những người cần giúp đỡ sẽ tích lũy nhiều phước báo. 7. Giúp đỡ động vật Từ bi không chỉ đối với con người mà còn đối với mọi sinh vật giúp đỡ và chăm sóc động vật cũng là một cách để tạo phước báo. Tám hành thiện mà không khoe khoe. Phật dạy rằng hành thiện một cách kín đáo, không khoe khoang hay tự mãn. Điều này giúp hành động của bạn trở nên thuần khiết và tích lũy phước báo nhiều hơn. 9. Cầu nguyện và thiền định Cầu nguyện và thiền định giúp bạn giữ được tâm trí thanh tịnh, tăng cường năng lượng tích cực và tạo ra phước báo. 10. Tạo duyên lành, parami, Tạo duyên lành là những hạnh lành mà bạn thực hành trong cuộc sống để tích lũy phước báo, bao gồm sự kiên nhẫn, từ bi, trí tuệ và nhiều phẩm chất tốt đẹp khác. Những lời dạy này của Đức Phật giúp chúng ta hiểu rằng may mắn và phước báo không đến từ sự ngẫu nhiên mà từ chính những hành động, tư duy và lời nói hàng ngày của chúng ta. Bằng cách sống đúng đắn, đạo đức và từ bi, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống đầy phước báo và may mắn. Lời Phật dạy về may mắn và phước báo, phước đức, xoay quanh việc sống đúng đắn, đạo đức, và gieo trồng những hạt giống thiện lành. Dưới đây là những điểm chi tiết về quan điểm của Phật giáo liên quan đến may mắn và phước báo. 1. Nhân quả, karma Đ Đức Phật dạy rằng, mọi hành động đều có nhân quả, nghĩa là mọi việc làm đều mang lại hậu quả tương ứng. Nếu bạn làm điều tốt, bạn sẽ nhận được kết quả tốt. Ngược lại, nếu bạn làm điều xấu, bạn sẽ gặp những hậu quả tiêu cực. Do đó, để có phước báo, bạn phải gieo nhân lành. Hai Bát chánh đạo Eightfold để đạt được cuộc sống hạnh phúc và phước báo. Đức Phật khuyên chúng ta nên thực hành bát chánh đạo gồm có một Tránh kiến, right right view, nhìn nhận sự thật và hiểu biết đúng đắn về cuộc sống và nhân quả. hai Tránh tư duy, right intention, suy nghĩ thiện lành và từ bi. 3. Tránh ngữ, nói lời chân thật, hòa nhã và không làm tổn thương người khác. 4. Tránh nghiệp, right action, hành động đúng đắn, không gây hại cho mình và người khác. Năm, tránh mạng, right livelihood, chọn nghề nghiệp chân chính, không gây tổn hại. Sáu, tránh tinh tấn, right effort, nỗ lực tu tập, tránh xa điều xấu và phát triển điều thiện. Bảy, tránh niệm, right mindfulness, giữ tâm trong trạng thái tỉnh thức, không bị lạc vào vọng tưởng. Tám, tránh định, right concentration, tập trung tâm ý vào điều thiện lành, đạt đến trạng thái tĩnh lặng và sáng suốt ba tam bảo three jewels Đức Phật khuyên chúng ta nên quy y tam bảo phật pháp tăng quy y tam bảo giúp chúng ta có được sự hướng dẫn và bảo vệ trong cuộc sống từ đó tích lũy được nhiều phước báo 4. bố thí bố thí là một hành động cao quý trong Phật giáo khi bạn cho đi bạn sẽ nhận lại được nhiều phước báo bố thí không chỉ là việc cho đi của cải vật chất mà còn là cho đi tình thương tri thức và sự giúp đỡ năm giữ giới sila Giữ giới là tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong cuộc sống. Giữ giới giúp tâm hồn thanh tịnh, giảm bớt nghiệp xấu và tăng trưởng phước báo. 6. Thiền định. Thiền định giúp tâm trí thanh tịnh, giảm bớt phiền não và tạo ra năng lượng tích cực. Thiền định đều đặn giúp bạn tích lũy phước báo và đạt được sự bình an trong tâm hồn. 7. Trí tuệ, à, trí tuệ là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của cuộc sống và thế giới. Phát triển trí tuệ giúp bạn nhận ra sự vô thường của mọi thứ và sống một cách đúng đắn, từ đó tích lũy được phước báo. 8. Lòng từ bi và đồng cảm Sống với lòng từ bi và đồng cảm giúp bạn tạo ra nhiều phước báo. Khi bạn yêu thương và giúp đỡ người khác, bạn sẽ nhận lại được tình yêu thương và sự giúp đỡ. Phật dạy rằng, phước báo không phải là điều gì ngẫu nhiên, mà là kết quả của những hành động thiện lành, sống đúng đắn, và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức bằng cách sống một cuộc đời chân chính và từ bi bạn có thể tích lũy được nhiều phước báo và đạt được cuộc sống an lạc hạnh phúc dưới đây là một số gợi ý khác theo lời phật dạy về may mắn và phước báo một giữ tâm thanh tịnh đức phật nhấn mạnh rằng giữ tâm thanh tịnh không để bị phiền nhiễu bởi tham sân si tham lam sân hận si mê sẽ giúp tạo ra phước báo và may mắn hai tạo dựng thiện nghiệp good karma làm việc tốt, dù là việc nhỏ nhặt, đều góp phần tạo dựng thiện nghiệp. Thiện nghiệp tích lũy dần dần sẽ mang lại mắn và phước báo. 3. Thực hành từ bi hỷ xả, từ bi meta, thương yêu và giúp đỡ mọi người một cách vô điều kiện. Hỷ, mudita vui mừng với thành công và hạnh phúc của người khác. Xả, upa, bình thản trước mọi hoàn cảnh không để bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực. 4. tu tập và học hỏi đạo lý. Dành thời gian để tu tập, học hỏi và thực hành các giáo lý Phật giáo. Điều này giúp bạn phát triển trí tuệ và sống một cuộc đời có ý nghĩa, tích lũy phước báo. 5. Sống đơn giản và biết đủ. Sống đơn giản, không tham lam, biết đủ với những gì mình có. Phật dạy rằng sự biết đủ là một trong những nguồn gốc của hạnh phúc và may mắn. 6. Kết bạn với người thiện. Gần gũi và kết bạn với những người có đức hạnh, những người sống đúng đắn và có tâm từ bi. Sự kết bạn này giúp bạn học hỏi và tu dưỡng bản thân. 7. Giúp đỡ người khác tích cực. Chủ động giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh, không chỉ trong lúc họ cần. Sự giúp đỡ này nên xuất phát từ lòng từ bi và mong muốn làm điều tốt. 8. Tạo phước bằng. Cách tránh ác nghiệp. Tránh xa những hành động, lời nói và tư duy ác nghiệp. Tích cực làm điều thiện và tránh xa điều ác sẽ giúp tạo ra phước báo và may mắn. 9. Hành động từ bi với tự nhiên, À, bảo vệ môi trường, tôn trọng thiên nhiên và sống hài hòa với thế giới tự nhiên cũng là một cách để tích lũy phước báo. 10. Thực hành hiểu biết và thương yêu trong gia đình. Phật dạy rằng gia đình là nền tảng của xã hội. Thực hành sự hiểu biết và thương yêu trong gia đình, giúp đỡ và hỗ trợ nhau sẽ mang lại nhiều phước báo. Bằng cách thực hành những lời dạy này trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể tích lũy phước báo và mang lại may mắn cho chính mình và những người xung quanh.